Tên chưa bằng máy. Em tên là Quỳnh Anh, hôm nay qua đây vợ Nhi, Chu Mi. Nghe chị em cũng hát chung gì đó. À, chung đoàn Phương Nam. Chung đoàn Phương Nam. Cho em mượn gặp em tí xíu nha. Em đâu gì em? Dạ. Em thì hát lô tô tự do. Thì vào có hai bốc xô em á, thì em đi. Thì lâu lâu chị Chu Mi cũng mời bốc xô cho em đi gì đó. Thì hiện tại công việc hàng ngày của em á là bán hormone của người chuyển giới cộng đồng LGBT. Thì ai có nhu cầu chuyển giới mà uống thuốc hormone quá thì em bán thuốc hormone, chích hormone thôi. Em tên gì em? Em tên Quỳnh Anh, Facebook Quang Nguyễn. Em bán Quỳnh Anh với anh. Dạ. Có bán với Du Mi không? Dạ. Dạ không, đến đây em ủng hộ chị Du Mi lâu lâu qua thăm chị Du Mi gì á. Dạ, từ bé rất là dễ thương cho mọi người nha. Cả nhà mình coi xem clip này thì có mua hormone, ủng hộ bé với lại hormone của chị Bùi Bảo Thi. Nói chung là mua ai cũng vậy, nhưng mà mình em là cũng nhận dạ, từ chị Bùi Bảo Thi luôn. Dạ đúng rồi đó, cho nên là quý vị cứ việc mua hormone để chúng ta cùng nhau làm đẹp. Từ một người đàn ông như em, dạ gắn còn râu như cả nhà quay cận em gắn còn râu nha. Dạ, tại vì đi triệt rồi chưa có thời gian đi triệt lại cho nên nó mọc lại đó. Dạ quý vị ủa chị đang chỉnh khóa không? Không, không qua mình mình em giao hormone bên đằng này nè, kiếm trai đúng không? Không, kiếm trai kiếm chị, kiếm chút đơ, tư vấn. Có nhiều cộng đồng LGBT á đều gọi quay tham để hỏi em á là chị ơi, mình trong cái giai đoạn hormone mình uống sao, rồi mình sử dụng như thế nào, rồi tư vấn, rồi em bị trầm cảm như thế nào. Em đều tư vấn hết, tại vì em cũng là tham gia rất là nhiều hoạt động của cộng đồng LGBT, là như là R3VN, phòng chống HIV, rồi tất cả các những người liên quan tới truyền thông của chuyện giới, rồi phòng khám nhà mình đó. Còn công việc chính của em là hát lô tô, giờ em hát tặng mọi người một bài lô tô nha. Em gì đây mày, em gì đây, còn gì ra đây à? Xin mời cô bác có nghe giọng này trở lại đây, trở lại đây mà ngồi xuống đây nghe em kêu số. Số ra con máy của mày, gì đây mày, gì đây à? Con gì ra đây xuống, gì đây xuống, gì đây. An Giang khó lòng xuyên mặn mà, ai đi châu đốc nhớ ghé qua nghĩa bà. Về tình duyên nhớ thương em Hà Tiên, nhìn trên đồng cũng xanh lắm ba má em dịu hiền. Tốt nục ở nhắn ai đôi câu, người em chưa mới Tân Châu, có xin em đợi chờ. Nếu có gì người em ở miền Tây, nhớ thương nhiều người em ở núi Sam. 28 xuống gì đây à? Mấy gì đây, mấy gì đây, mấy gì đây à? Năm cũ mưa làm chiều, nghe ngổn ngang trầm điệu mà lòng bên dưới tay liêu. Cha em bắn em lấy chồng, chứ người chồng không có thương em nè, nên em phải cam vô chùa. Em cam vô chùa qua bên chốn địa môn. 24 xuống gì đây à? Mấy gì đây, mấy gì đây, mấy gì đây? Thôi thôi chàng ơi, gái đôi nhịp cầu, gái đôi nhịp cầu. Bà ơi có biết tăng nát kim ta, một ngày lên xe hoa làm đẹp lập thiệt giá, kết tình duyên đôi ta trái ngang đành cam. 58 dạ em cảm ơn. Chương trình nhắc tay đi, cho chào lỗ tay đi. Hát có được không? Hay quá, hay luôn. Em làm cũng bên là mẫu mặc những cái bộ đồ carnival nè, rồi tham gia những cái chương trình Thái Lan, mặc đồ Thái Lan để khách du lịch. Có rất là nhiều show hát, rồi em làm mẫu hết. Rồi lâu lâu thì có anh chị mà bán nước hoa, nhiều khi có anh chị biết mình là người chuyển giới rồi bán hàng Thái Lan đều kêu em tới để livestream cho họ, thì họ cũng trả tiền taxi cho mình vậy đó. Thì nói chung là cộng đồng LGBT thì có cái gì ai cũng vậy, ai cũng bị giỏi đó. Có cái công việc nào có tiền là em làm, thì nói chung là em không có ngại vì khó khăn vậy đó. Thì nói chung là ai cũng vượt qua khó khăn là mới được thực hiện được cái ước mơ. Thì em đã cố gắng như hôm nay, thì được như hôm nay là từ cố gắng, từ chạy xe ôm nè, rồi từ làm đủ thứ công việc để sống hàng ngày. Đó chính là chạy xe ôm nữa hả?
ông kỳ dạng chạy xe ôm mình đi chở chở người này người kia đi vòng vòng khu xóm á, lấy 20.000 vậy đó. Nói chung là cộng đồng em chứ hồi xưa cũng khó khăn, không có lúc trước bị mặc kiểu, kiểu mà bị kỳ thị nè, rồi bị áp lực, rồi bị kiểu mà bị trầm cảm á, nên nó không có tiền, khó khăn để làm để khổ lắm. Mà bị hắt hủi rồi người ta không có thích chơi với mình á, cái nhiều khi em bị mặc cảm. Rồi cái khi em đã thực hiện ước mơ của em rồi á, cái em thương những bạn của cộng đồng, em muốn bán hóc môn để làm gì, để cho những cái bạn khó khăn á đều biết tới em để em bán hóc môn. Mà trong khi bán hóc môn á là như mấy bạn á, nói chị ơi em khó khăn thì em sẽ giúp đỡ, em sẽ hỗ trợ được cái gì em sẽ hỗ trợ, như là em giúp cho bạn như là như em lấy sĩ hóc môn, thì nếu mà cảm thấy khó khăn quá thì em chia cái phần trăm của em á, em sẽ gửi lại cho bạn, như là không lấy tiền. Em có thể kể lại cái quá trình mà em chuyển giới nghe, lúc xưa thì hiện tại á thì hiện tại á em thì chưa có chuyển giới, em chỉ có đạt được 50% ước mơ của em thôi. Không phải là em không có chuyển giới, nhưng em thấy mấy chị đau đớn quá, em sợ, với lại ba mẹ em cũng bị ngăn cản á, nói ước mơ gì là được rồi, ba mẹ cứ nghĩ con là con gái rồi, con không cần ước mơ nữa đâu, nhiều quá đủ rồi. Đối với mẹ, cha với mẹ em á, đối với cha mẹ là nhiều quá đủ. Lúc đó em đi phẫu thuật em không có dám về nhà, sợ ba mẹ đánh, ba mẹ đập, nên bởi vì em trước đó em không có hiểu về ba mẹ, cứ nghĩ là ba mẹ cắt tiền hình, nên em không có dám về nhà, em trốn đi, khoảng em sống hiện tại Sài Gòn 12 năm, lúc đó em 14 tuổi, rồi đó, sống rồi làm hay làm kia có gì cũng làm. Hồi xưa thì bán đạp xe đạp, giao sữa đậu nành cho cái cô hàng xóm, phải mua giao sĩ cho anh ta, giao lần 10 chai 20 chai cái em chạy tới em giao, rồi cũng quen được chị Du My nè, Bội Nhi nè, chị Tâm Thảo nè, rồi chị Lâm Thanh Thảo chuyển giới nè, lâu lâu cũng đều bóc xô cho em đi diễn, rồi quen rất là nhiều, rồi quen anh quen anh già nè, quen rất là nhiều người để bóc xô cho em đi, rồi em đi diễn, thì em đi diễn được 6 năm. Hôm nay cũng hơi, em cũng bị cảm á, hơi mệt, nên nó hơi bị trầm trầm, cái giọng hơi bị trầm. Có người yêu chưa em? Hiện tại thì em đang chưa nghĩ tới, tại vì mình nửa nạt nửa mở, mình chưa có cởi mở được, chưa có tìm người gọi là đồng cảm với mình quá. Chỉ có hiểu thôi, có những người thấy mình có cái vẻ gì đó ok ok thôi, chứ thật ra thì em cũng sợ nhiều khi chăn gói với người ta, nhiều khi người ta bị kiểu mà bị hoang mang á, em có thật sợ nên em không cần, em không có nghĩ tới là tiền chuyện tình cảm, em cứ nghĩ là thôi mình làm kiếm tiền đi, sau này mình có cái gì đó đi rồi mình kiếm tiếp. Còn hiện tại thì vẫn bình thường, vẫn kiếm tiền, ai hỏi hay ai mến hay ai mời uống cà phê vẫn em vẫn trả lời, chứ thật ra nói về tình cảm em chưa có nghĩ tới. Cái mẫu người của em thì là như thế nào? Mẫu người của em hả? Chỉ thì cũng đàn ông thì đối xử với phụ nữ sao thì em muốn như vậy thôi. Em cũng muốn khổ giống những mấy người, những người phụ nữ vậy đó. Khổ hả? Sao lại muốn khổ? Thì là người ta nói vậy nè, là hả, người ta nói á, em ước gì, ý là em những người chuyện giới ước gì giống con gái, thì những người con gái nói ước chi, con gái rất là khổ, vừa làm vợ nè, vừa đẻ rồi, rồi mang thằng đẻ đau nè, rồi có nhiều thứ thì xảy ra nè, rồi làm dâu nè đó, nên nó mấy chị cũng nói hoài à, mày ước gì chi giống tao để mày khổ, mày để gì đi. Thì em cứ nghĩ là thôi em ước gì em khổ giống mấy chị vậy, để người ta công nhận mình là một người con gái, chứ không phải là mình ước gì mình khổ. Ai cũng không muốn, ai muốn mình khổ đâu, ai cũng muốn mình sung sướng mà.